Ngọc Thơ, Thời báo chấm D, kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Quân đội Ukraine tấn công Nga. AFI ngày 30 tháng 4 loan tin Ukraine oanh kích vào nhiều nơi trên lãnh thổ Nga. Theo đó, quân đội Ukraine tấn công Nga ở 3 địa điểm cách xa nhau trong cùng một ngày 29 tháng 4, 2023. Ở mặt trận miền Đông, Kiev tuyên bố kiểm soát được trục đường tiếp tế chính đến Bakhmut, trong khi lực lượng bán quân sự Nga Wagner dọa sẽ rút khỏi thành phố miền Đông nếu Moscow không gửi thêm đạn dược. Hình ảnh bài trên AFI. AFI dẫn lời ông Serhiy Cheravaty, người phát ngôn của các lực lượng phía Đông, khi trả lời phỏng vấn một cơ quan truyền thông địa phương sáng 30 tháng 4, cho biết quân Ukraine đã đẩy lùi 58 cuộc tấn công của Nga trong ngày 29 tháng 4, dọc chiến tuyến từ Bakhmut đến Avdiivka và tới Marinka ở phía nam vùng Donetsk. Theo sĩ quan này, từ nhiều tuần qua, Nga nói đến việc chiếm tuyến đường huyết mạch. Tình hình ở đó thực sự khó khăn, nhưng lực lượng phòng vệ Ukraine đã không cho phép quân Nga chặn tuyến đường tiếp viện của chúng ta. Đến sáng 30 tháng 4, có 9 địa phương ở tỉnh Donetsk lại bị Nga oanh kích. Trong khi đó, theo AFI, quân Ukraine tấn công 3 địa điểm ở Nga trong ngày 29 tháng 4. Làng Suzemka ở vùng Bryansk, cách biên giới phía đông bắc với Ukraine khoảng 10 km, đã trúng nhiều tên lửa, 4 người bị thiệt mạng, một tòa chung cư bị phá hủy hoàn toàn và 2 ngôi nhà bị hư hại. Theo thông báo trên Telegram của thống đốc Aleksandr Bogomaz, 5 ngôi làng khác ở vùng Belgorod, phía đông Ukraine bị mất điện sau khi trúng pháo của Ukraine, và ở miền nam là vụ tấn công bằng drone vào kho dầu ở cảng Sebastopol trên bán đảo Crimea, bị Nga sáp nhập từ năm 2014. Trả lời AFI, nhà phân tích địa chiến lược Ulrich Bonac cho rằng vụ tấn công Sebastopol nhằm mục đích vô hiệu hóa phần nào kho xăng dầu chiến lược và như vậy hạn chế khả năng di chuyển trong ngắn hạn của quân Nga, như từng làm trước khi tiến hành phản công ở Kherson và Kharkiv vào năm 2022. Về chiến lược tung hỏa mù khi tấn công nhiều địa điểm khác nhau, nhà nghiên cứu Ulrich Bonac phân tích, như chúng ta đã thấy với vụ xâm nhập bên kia bờ Nipro cách đây vài ngày, có nhiều khả năng là trong những tuần tới chúng ta sẽ thấy Ukraine thử ở hầu hết các nơi trên mặt trận để trắc nghiệm khả năng kháng cự của Nga, để tìm cách khiến Nga tin rằng các chiến dịch sẽ diễn ra ở địa điểm này nhưng cuối cùng lại xảy ra ở một nơi khác trước khi tổ chức phản công, có thể là vào tháng 5 hoặc muộn nhất là tháng 6. Cũng cần biết rằng Ukraine không được phép thất bại trong trận đó, bởi vì các nước phương Tây đã chuyển cho Kiev gần hết số xe bọc thép mà họ có thể cung cấp vào thời điểm này, nên giờ chẳng còn gì nhiều hoặc cần thời gian để củng cố kho ở phương Tây để gửi sang Ukraine. Vì thế, rõ ràng là Ukraine có cơ hội, nhưng cơ hội đó cũng có cái giá, bởi vì nếu chẳng may cuộc phản công đó không tiến triển, Ukraine sẽ không thể nhanh chóng khởi động lại chiến dịch. Hình ảnh lính Ukraine bắn tên lửa RPG về phía vị trí của quân Nga. Trước đó, ngày 28 tháng 4, theo tin từ BBC, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cho biết trong một cuộc họp báo rằng các lực lượng vũ trang Ukraine đang hoàn tất công tác chuẩn bị cho một cuộc phản công chống lại quân đội Nga. Các thiết bị đã được phương Tây hứa, chuẩn bị và chuyển giao một phần. Chúng tôi đã sẵn sàng. Ngay khi có ý Chúa, có quyết định của các chỉ huy và thời tiết cho phép, chúng tôi sẽ tiến hành phản công, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine khẳng định. Tuy không công bố thời điểm cụ thể, nhưng ông cho biết Ukraine đã sẵn sàng với tỷ lệ phần trăm cao. Nhiều nhà phân tích cho rằng cuộc chiến Ukraine sẽ định hình cục diện quốc tế trong tương lai. Trong đó, Trung Quốc, vốn có mối quan hệ không êm ả với Mỹ, đã có những biểu hiện xích lại gần Nga. Bản thân Nga cũng tuyên bố ủng hộ lập trường của Trung Quốc trong những khác biệt giữa Bắc Kinh và phương Tây, như tình hình Đài Loan, Hồng Kông, Tân Cương. Trong thế giới phân cực mới, một bên là phương Tây do Mỹ lãnh đạo và bên kia sẽ là một thể chế độc tài như Nga, Trung Quốc. Trong thế giới này, Việt Nam bắt buộc phải chọn phe. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm D với bản tin Quân đội Ukraine tấn công Nga. Ukraine đã sẵn sàng phản công. BBC tiếng Việt ngày 29 tháng 4 có bài Ukraine tuyên bố đã sẵn sàng phản công đẩy lùi Nga. Theo đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cho biết các lực lượng vũ trang Ukraine đang hoàn tất công tác chuẩn bị cho một cuộc phản công chống lại quân đội Nga. Việc chuẩn bị cho một cuộc phản công sắp kết thúc, ông Reznikov phát biểu trong một cuộc họp báo hôm 28 tháng 4. Các thiết bị đã được phương Tây hứa chuẩn bị và chuyển giao một phần. Chúng tôi đã sẵn sàng. Ngay khi có ý Chúa, có quyết định của các chỉ huy và thời tiết cho phép, chúng tôi sẽ tiến hành phản công, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine khẳng định, hình ảnh bài trên BBC. Tuy không công bố thời điểm cụ thể, nhưng ông cho biết Ukraine đã sẵn sàng với một tỷ lệ phần trăm cao. BBC cho biết khi được hỏi liệu Ukraine đã nhận được vũ khí mà các đồng minh quốc tế hứa viện trợ, ông Reznikov cho biết họ đã nhận được xe tăng Leopard 2 của Đức và Challenger của Anh, đồng thời đang mong đợi xe tăng Leopard 1 trễ hơn một chút. Tuy nhiên, xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất sẽ không đến kịp để tham gia phản công. Ngoài ra, chúng tôi có một số lượng lớn xe bọc thép bao gồm Bradley, Marder, Stryker và C-90, và các lực lượng của chúng tôi đang hoàn thành các khóa huấn luyện của họ. BBC dẫn tin từ Reuters cho biết hàng nghìn binh sĩ Ukraine đã được huấn luyện ở phương Tây để sử dụng các khí tài quân sự khác nhau trên chiến trường một cách tổng hợp. Vẫn theo BBC, vào tuần trước, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã nhận định Ukraine có thể giành lại thêm nhiều khu vực nữa trong đợt phản công. Trong một diễn biến khác, BBC cho hay một đợt không kích của Nga vào các thành phố lớn trên khắp Ukraine, bao gồm cả Kiev hôm 28 tháng 4, đã khiến ít nhất 25 người thiệt mạng. 23 người trong đó có 4 trẻ em đã thiệt mạng trong một vụ tấn công nhằm vào một dãy căn hộ ở trung tâm thành phố Yulman, theo các quan chức Ukraine. BBC dẫn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã tấn công vào các đơn vị dự bị của quân đội Ukraine. Hãng thông tấn nhà nước Nga RIA cho biết Nga đã nhắm tới các đơn vị dự bị bằng vũ khí chính xác cao hôm 28 tháng 4, hình ảnh quân đội Ukraine trong một cuộc chiến chống lại quân Nga. Theo BBC, Nga đã phải vật lộn để đạt được bước tiến trong cuộc tấn công mùa đông, bao gồm trận chiến kéo dài 10 tháng, để giành quyền kiểm soát thành phố quan trọng chiến lược Bakhmut. Bộ Quốc phòng Nga hôm 28 tháng 4 cho biết quân đội nước này đã nhắm mục tiêu vào các đơn vị dự bị của quân đội Ukraine bằng các cuộc tấn công tầm xa sử dụng vũ khí có độ chính xác cao. Theo một báo cáo của hãng thông tấn nhà nước Nga RIA, Moscow trước đây đã nói rằng họ không có ý định nhắm mục tiêu vào thường dân, nhưng hàng ngàn người đã bị thương và thiệt mạng trên khắp Ukraine kể từ khi cuộc xâm lược của Nga. Hôm 28 tháng 4 tại Yulman, một thị trấn hầu như không bị Nga tấn công trước đó, một tòa nhà chung cư 9 tầng đã bị sập một phần sau khi trúng tên lửa. Hơn 10 giờ sau vụ tấn công, lực lượng cứu hộ vẫn đang làm việc tại hiện trường, trong khi người dân cố gắng lấy lại một số đồ đạc của họ. Trong các tòa nhà gần đó, một số cư dân đã sửa các cửa sổ bị vỡ. BBC dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, khu chung cư nằm trong số 10 tòa nhà dân cư bị hư hại ở Yulman. Ông Zelensky cũng cho biết các cuộc tấn công cho thấy cần có thêm hành động quốc tế để chống lại Nga. Cái ác có thể bị ngăn chặn bằng vũ khí, những người bảo vệ chúng ta đang làm điều đó. Và cái ác có thể bị ngăn chặn bằng các biện pháp trừng phạt. Các biện pháp trừng phạt toàn cầu phải được tăng cường, ông viết trên Twitter. Người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố Kiev cho biết, đây là một cuộc tấn công tên lửa đầu tiên của Nga vào thủ đô Kiev của Ukraine sau 51 ngày. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin Ukraine đã sẵn sàng phản công. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo chấm D.